Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Hiện ơi, hồi máu rất đúng lúc. Hiện tại tôi đang dã con bot ở chương 1 chapter 2 hiệp 10 của sự kiện game Sades anh em nhé. Tôi bây giờ đánh lại lần thứ 2 để kiếm đồ xanh lục ý anh em. Đấy, lần thứ 1 tôi đã phá full hết chapter 3 rồi. Đấy, bây giờ đánh lại lần thứ 2. Thôi không nhiều lời nữa, chúng ta cùng vào nhá. Phịch thôi. Lùi bước về sau anh em ạ. Con chó này là kinh lắm. Kinh lắm. Chó này nó kinh lắm anh em. Chó này còn bá thể nữa anh em ạ. Chó này nó kinh lắm anh em ạ. Còn bá thể nữa đây này. Đấy, nó kinh lắm anh em ạ. Ui giời ơi, con hết cơ hội rồi con ơi. Con ơi. Ô chết, lùi bước về sau anh em ạ. Ui cày thế anh em ạ, đánh nó gần chết rồi. Tồi cày quá. Rồi chúng ta cùng làm lại anh em nhá. Không sao, lỗi do tôi. Do tôi chủ quan lơ là bất cẩn nên sảnh cơ để tép đớp nó giết dễ dàng. Tôi thật sự rất xin lỗi anh em nhá. Chùn à con. Con hết cơ hội rồi con ơi. Chùn à. Trưởng luôn anh em ạ. Riêng con chó này anh em phải để tôi. Chỉ cần set level 2 anh em hiểu không? Tôi phải đập bằng chết con chó này. Lùi bước về sau. Ôi. Ló phẩy trưởng đấy anh em. Đấy, ui tôi sợ lắm anh em ạ. Ôi. Con chó nó phải trưởng rồi anh em. Đấy, anh em thấy thế nào? Đấy, chó đứng im đi. Chó đứng im đi. Nó kinh quá anh em ạ. Con chó mày hết cơ hội rồi. Con chó mày đánh ai. Anh em thấy thế nào? Con chó nó tập thể chó này kinh lắm anh em ạ. Tôi sảnh cơ cái đấy anh em thấy không? Nó liếm mất bao nhiêu máu rồi, đau lắm anh em ạ. Mà nó lại cầm cái kiếm cưa của nó này khua nhanh nữa anh em ạ. Ôi giời ơi, tôi bị nó cắn trò. Ôi giời ơi, đau đớn tận cùng. Nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Đấy anh em ơi, tôi lên đồ tím rồi anh em ơi. Rồi, đấy. Thôi anh em ạ, phải nói là khó nhằn đấy anh em. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những video dã bốt tiếp theo. Tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến dã bốt mãn nhãn cho anh em xem. Bye bye anh em nhá. Con chó này nó nguy hiểm lắm anh em ạ.